Tiếp theo sẽ là 7 nhà phân phối Duy Anh xin phép được công bố. Xin được chúc mừng nhà phân phối Bùi Hiền Nga. Vâng, không biết là giám đốc kinh doanh Mai Phương đang ở đâu rồi ạ? À? Giám đốc kinh doanh Mai Phương hãy chuẩn bị về với sân khấu để chúc mừng cho các thành viên xuất sắc của team mình. Nhà phân phối Bùi Huyền Nga, nhà phân phối Trương Hằng, nhà phân phối Đào Thị Hiền, nhà phân phối Thu Thân A, nhà phân phối Vũ Thanh, nhà phân phối Đào Nghị, nhà phân phối Kim Cương, Uyên Bùi, xin mời các chị hãy lên sân khấu. Vâng, và chúng ta đã thấy là số lượng thành viên được vinh danh của các team càng ngày càng nhiều lên, có phải thế không ạ? Và bây giờ sẽ là 7 thành viên của team giám đốc kinh doanh Mai Phương. Vâng, và trên sân khấu chúng ta đã thấy 7 gương mặt vàng của team giám đốc kinh doanh Mai Phương. Và ngay sau đây xin chúc mừng nhà phân phối Bùi Hiền Nga. Xin chúc mừng nhà phân phối tiếp theo, đó là nhà phân phối Trương Hằng. Vâng, và tiếp theo sẽ là nhà phân phối Đào Thị Hiền. Rất nhiều những nhà phân phối xuất sắc chúng ta đã có mặt ngày hôm nay và được vinh danh. Cảm ơn tất cả các chị đã đồng hành cùng với S-Beauty cũng như là Puderma trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Vâng, và tiếp theo xin chúc mừng nhà phân phối Thu Tara. Xin được chúc mừng nhà phân phối Thu Tina. Và tiếp theo xin chúc mừng nhà phân phối Vũ Thanh. Chúc mừng nhà phân phối Đào Nghị. Xin được chúc mừng nhà phân phối Đào Nghị. Vâng, như chúng ta đã biết, team của giám đốc kinh doanh Mai Phương là một team mới được thành lập trong thời gian gần đây. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn nhưng team đã phát triển vô cùng xuất sắc. Và ngày hôm nay đã có đến 7 nhà phân phối được lọt vào top best seller của công ty S-Beauty. Xin chúc mừng cho giám đốc kinh doanh Mai Phương với team và sự phát triển lớn mạnh của team mình. Và tiếp theo xin được chúc mừng nhà phân phối Kim Cương, Uyên Bùi. Xin mời cả 7 thành viên vừa được chúc mừng của team Mai Phương sẽ cùng lên
phía trước để cùng chụp ảnh với ban lãnh đạo công ty. Xin trân trọng cảm ơn giám đốc kinh doanh Mai Phương cùng với team của mình.